Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh của TV CRT ha. Đây là model nó nè các bạn. TCL. Thì hiện tượng của nó là mở nguồn lên á. Nó lên hình nhưng mà nó bị mờ về văn hồi ha. Rồi, bây giờ để mình mở lên cho các bạn xem thử ha. Đó. Đó các bạn. Rồi, thì cái ban bệnh này có liên quan tới bo màu đó các bạn. Mình mới nhìn thì mình tưởng là nó hư ở bên R2 hoặc là A bên L ha, nhưng mà ở đây là có liên quan tới vấn đề là bo màu. Rồi, thì bây giờ mình ra ngoài sau để mình kiểm tra cái phần bo màu của nó ha. Rồi, thì đây là cái phần bo màu của nó nè các bạn. Thì đầu tiên là các bạn kiểm tra cho mình các cái mức điện áp cơ bản của nó ha. Thứ nhất là 180, rồi đốt tim, rồi G2 ha. Thì đầu tiên thì mình kiểm tra cái phần 180 trước ha. Rồi, bây giờ để mở nguồn lên ha. Đó. Mát nè. Đó, mình tìm cái đường 180 từ ở dưới bo nó đưa lên đó. Thì ở đây nè các bạn. Đó. Rồi, bây giờ đo ha. Đó. Mát nè. Rồi đốt tim nè. Kế tiếp là 180 nè. Đó. Giờ mở nguồn lên ha. Đó, các bạn thấy không? 180 nó lên 225 luôn đó. Đó. Mình đo ngay cái chân ba tia nè. Cái tia xanh lá nè, là tia G đó. Đó, đây nè, nó dò ngược lại nè. Vô đây nè. Là vô con chân xê-tô này nè các bạn. Đó, thì mình kiểm tra cái phần của con chân xê-tô này ha. Rồi, bây giờ hút cái con chân xê-tô này ra, mở nguồn lên xem coi cái đường 180 á nó tới đây nó đủ không, là ngay cái con trở là chân C của con chân to nè. À. Đó. Đầu tiên thì nó chỉ có nhiêu thôi ha. Rồi, mình hút chân to này ra. Sau khi mà mình đo kiểm tra các mức điện áp ở dưới cái dĩ nó bình thường rồi các bạn, thì mình kiểm tra cái phần bo màu là cái bo đuôi nè. Ở đây thì mình kiểm tra trước mình thấy rồi là nó phần ngay cái phần bo đuôi thôi, chứ tất cả các phần khác thì ok ha. Đó nè, chân xe to của nó đó. Ở đây con này là cái con F422 các bạn. F422 ha. Rồi, bỏ nó ra đi. Bây giờ mình cấp nguồn vô. Mình đo lại cái chân đó nó đúng 180 chưa ha. Nè, đúng 180 rồi nè các bạn. Đó. Ba tia còn lại nè. Đó. Rồi thì cái này thì nếu như ra trước xem á thì có thể là nó hết cái phần mà sọc sọc đó đó các bạn. Tại vì do cái con chân xe to này nó chạm nè. Đó, rồi bây giờ đi ra trước xem thử ha. Đó, bây giờ ra trước nè, mở nguồn lên nè. Đó, các bạn thấy à, hết rồi nè. Đó,
Nhưng mà có thể là mình cho tín hiệu vô là nó bị mất hết một tia ha. Rồi bây giờ thì mình ra sao đo kiểm tra cái. Rồi bây giờ ra đây thì mình kiểm tra cái con chân xe to này nè các bạn. Mình kiểm tra con chân xe to này ha. Đó, đo phanh đại còn nè. Rồi, có nghĩa là con chân xe to này nó không có chết. Nó không có chết, không có hư thì các bạn xem lại cái đường phần mạch in nè các bạn. Đó. Các bạn xem lại cái phần của trên bo nè. Thì ở trên đây á, cái hiện tượng mà nó làm cho mình là kiểm tra hết trơn rồi nhưng mà không có con nào mà hư, con nào chết á, thì các bạn kiểm tra lại cái phần mạch in nè. Đó, cái phần mạch in đó là nó cài cái mấy cái ban mà mình có thể là mình đắm đuối với nó luôn đó. Thì đây nè, đó các bạn cách ly mấy cái chân của cái con chân xe to này ra ha, cũng như BCE của nó đó. Đó, các bạn cách ly nó cho thiệt là sạch. Nếu không thì các bạn cạo luôn, cạo bỏ luôn cái phần mà mạch in nè. Các bạn câu dây qua là tốt nhất. Đó, ở đây á, ở đây thì mình cạo luôn, mình bỏ luôn cái chân C nó ra nè các bạn. Cắt luôn cái chân C nó ra ha. Đó, bây giờ mình cách ly cái chân C này ra luôn nè. Đó. Cạo cho nó sạch nè. Có nhiều bạn hỏi mình là đã đo kiểm tra tất cả các chân xe to rồi ở trên bo màu á, nhưng mà nó cũng không hết ha, nó cũng có cái hiện tượng giống vậy đó. Thì ở đây thì mình làm mình chia sẻ luôn, thì cái phần này cũng nói chung là hy hữu lắm, ít có khi nào mà gặp lắm, thường là nó chết luôn chân xe to các bạn. Nó xong vậy là rồi đó. Bây giờ mình mở nguồn lên, mình đo tiếp cái phần mà RGB mà từ ở dưới dãy mã nó đưa lên nè các bạn. Mình đo xem coi nó đưa lên có chưa, đủ 3 tia chưa ha. Rồi mở nguồn lên nè. Tia B nè. Đó. Khoảng 2V mấy, 3V đó các bạn. Đó, tới chân R là chân đỏ nè. Đó, khoảng 2V, nó tùy theo cái lúc mà bo mà nó chạy đó các bạn. Nó chạy nó cái hiệu suất màu nó đưa ra đó. Đó, xanh lá nè. Đó, 3 tia nè. Có đủ nè. Là ba cái tia này nó có rồi đó các bạn. Xong rồi thì mình gắn con trang to này lại ha. Nha, gắn con này lại. Thì hiện tượng của nó là lúc mà các bạn mà mới mới làm á, mới vô nghề á, thì có thể là gặp là hơi bị mệt với nó đó. Đó, bây giờ mình gắn trang xe to vô, mình hàn lại, mình kéo dây qua. Đó, kiếm mấy cọng dây đồng các bạn hàng qua các bạn lại nè. Đó, mình hàng lại xong rồi nó vậy nè các bạn. Hàng cọng dây qua. Rồi, bây giờ mở lên ha. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành mở lên để mình đo thử coi cái nguồn nó ra còn cao giống hồi nãy nữa không ha.
đây nè, ra cái chân xanh lá là chân G nè. Rồi mở lên ha. Đó. Tới tia đỏ nè. Đấy, xanh dương nè. Đó, ba tia ok ha. Rồi, bây giờ mình đi ra ngoài trước để mình coi hình ha. Đó, bình thường rồi đó các bạn. Thì cái bệnh này nó chỉ có nhiêu thôi. Rồi, thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái TV CRT ha. Hiện tượng của nó là bị chập cái một màu nữa các bạn. Chập một tia. Cho nên cái có cái hiện tượng là vân hồi và hình nó mờ. Rồi, nếu như thấy hay các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha. Để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.